Chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay lại với lại YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Chuyên về loa đài phụ kiện. Clip này là clip giới thiệu chi tiết cho các bác cái cách hàn loa độ bẫy chim sẻ nhá. Cái đầu tiên đây là chúng ta sẽ phải cần hai mẩu dây. Thì tôi đã mua được hai cái cuộn dây chuyên dụng, cộng nhỏ gọn nhưng mà nó là đồng nghiêm, nói đồng rất là to, mà hai màu khác nhau. Tôi mua hai màu khác nhau để cho nó dễ phân biệt luôn. Cái này là hôm có đi Hải Phòng xuống chợ sắt Hải Phòng ấy, thì có mua được cái hai cuộn dây này. Mình sẽ cắt hai mẩu dây này nhé, đây là cái loa để độ, đó là cái loa VKS 898 các bác nhé. Thì các bác sẽ tháo loa này ra, các bác tháo loa ra này. Cái loa này thì là ốc của nó là ốc COVID, rất đơn giản thôi. Các bác lấy COVID bốn cạnh này, các bác sẽ tháo được nhá, tháo được ra. Các bác tháo cái loa ra, xoáy bốn ốc ra. Cái này như clip trước tôi đã nói rồi đấy, độ ok nhất thì là độ trên cái loa VKS 898 2019. Bỏ ốc ra đây nhá, bỏ ốc đầy đủ ở đây. Chúng ta sẽ đây này, VKS 2019 này đấy nhá. Chúng ta tách đôi cái loa ra, tách đôi loa ra nhá. Đây, phía trong này có dây điện cắm này, thì các bác rút rắc ra, bác rút rắc ra nhá. Đây là cái rắc pin này, các bác cứ để nguyên này. Bây giờ ấy, khi chúng ta độ rắc để đánh chim sẻ thì chúng ta sẽ phải bóc cái loa mát này ra. Các bác bóc cái loa mát này ra nhá. Cái loa mát này thì chỉ được dính keo thôi, dính keo cũng đơn giản thôi, không chắc lắm đâu, mình lấy tay này mình bóc ra được luôn. Đấy, các bác cứ lấy tay cậy ra. Lấy tay cậy ra này. Rồi, cái loa mát này khi mà các bác mua độ ấy thì tôi sẽ lấy ra ngoài. Sau đó cứ gửi lại cho các bác luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái dây rắc cắm này. Cái rắc cắm này thì mỗi một cái loa chỉ theo một cái thôi các bác nhá. Nên nhiều khi các bác mua sẻ nẻ ấy, mua cái chiếc nẻ ấy mà các bác muốn thêm cái rắc cắm này thì các bác thông cảm là không có nhá. Không có. Nó chỉ có đi theo cái loa thôi. Thì cái này tôi sẽ gỡ dây ra. Gỡ dây ra này. Và cái này là bát loa này sẽ gửi lại cho các bác luôn. Bát loa này sẽ gửi lại cho các bác luôn nhá. Đây, gửi lại cho các bác. Bây giờ cái rắc này mình sẽ liên kết với lại cái con thạch anh nhé, con thạch anh. Con thạch anh này là cái con thạch anh mà đã được xử lý vòng dây, rồi, nó sẽ không kêu nhé. Cái này thì không phân biệt âm dương, nhé. Các bác hàn dây nào cũng được. Đây tôi cái hàn dây âm vào cái tụ này, các bác lưu ý là hàn là chân bên này, không cần phải cho qua tụ nhé, hàn bên này này. Đấy, hàn bên này. Thì cái này các bác cứ tiến hành hàn tiếp vào thôi. Rồi. Tôi hàn luôn cho các bác xem nhé. Thế đây là cái quá trình hướng dẫn các bác cách làm này. Và cũng là cái quá trình làm thực tế mà khi các bác đặt hàng loa siêu check bên đơn vị shop online Tân Ánh Ngọc Ánh nhé. Đấy. Hàn một cái chân vào đây. Và một dây nữa. Một dây này để các bác hơn nửa suốt dây đồng ra. Đấy, thì các bác quấn vào cái dây đỏ này. Quấn dây đỏ này. Thì các bác quan sát cái check này này. Các bác để cái phần tụ xuống vào người mình nhé. Thì chân này là chân 1 này. Chân 1 này nó trùng với chân tụ rồi. Chân này chân số 2 này. Em xem có zoom gần không? Chân số 2 nhá. Đây là chân số 2 này. Chân bên này là chân số 3. Chân số 3 nhá. Thì các bác lấy một dây nữa. Đây này. Đây là chân số 1 nhá. Đây là chân số 2 này. Thì đây là chân số 3. Thì các bác để làm sao để cái tụ nó quay về phía trước, cái chân tụ nó quay về người. Thì các bác hàn hai dây này vào chân bên này. Thì tôi cái hàn đi sau tôi quay chậm lại cho các bác xem ở vị trí thì các bác nắm được nhá. Các bác nào mà có đồ rồi thì sẽ tự làm được. Còn các bác nào mà không có đồ mua thì tôi sẽ làm cho luôn. Nhưng mà các bác cứ xem để biết cách nhá.
Bác về nó đầu nó chặt lại. Đây là nó chặt lại. Đây, làm nó chặt này. Đổ thiếc vào nhé. Đây vừa thiếc nó bỏ ra mình tay quay như vậy. Đúng gần mà, thấy rõ luôn mà. Thì cái rắc này ấy, là chính để các bác cắm vào cái mên mạch của loa, cắm vào mên của loa. Thế còn cái dây này sẽ dẫn ra cái loa check tiếp theo, cái dây vàng nữa. Các bác cũng đốt đầu đi, cái này tôi cho dưới này tôi đốt để cho khỏi bị gió nhé, không phải gió nó không tắt nữa. Ở đầu đi này, ở đầu đi. Và cái dây này, dây vàng này ấy, thì sẽ hàn vào chân số 2. Số 1 là số 2 này. Đấy, số 1, số 2. Cái này một mình tôi tự làm, tôi lấy cái này tôi đỡ. Tôi ghi lại để cho nó tôi ghi lại rồi hàng thiếp nhé. Rồi cái này mà có người giữ cho thì nó nhanh hơn. Nhưng mà không cần đâu. Đấy các bác cứ lấy cái tô vít rồi lấy cái cục lâm châm đè xuống. Rồi. Còn hai cái này. Cái này mình cũng hơ để mình tuốt cái đồng nó ra. Hai cái này mình sẽ câu ra cái loa check giấy này. Hai cái này thì các bác cứ câu cho nó thẳng dây thôi. Chứ nó không cần phân biệt âm dương. Đấy, lưu ý là không cần phải phân biệt âm dương, không quan trọng âm dương đâu. Cái này các bác câu cực nào cũng được. Đấy. Câu cực nào cũng được. Cái mối này thì mình cũng phải đổ chút thiếc vào để cho nó im chắc chắn nhé, nó không bị mo ve, âm thanh ổn định. Rồi thế như này đã hoàn thành cái check nhé, hoàn thành cái check. Cái này là cái check để độ vào loa. Thì mình chỉ việc cắm cái rắc này vào mạch loa thôi, cắm vào mạch loa thôi. Thế còn cái check mà bán lẻ ra các bác ấy thì sẽ không có cái rắc này, không có cái rắc này, và thay bằng hai dây điện, thay bằng hai dây điện này nhá, hai dây điện này thò ra thì các bác và sẽ nối hai dây điện này vào cái rắc cắm của bác, của các bác nhé, nối vào rắc cắm của các bác. Đây các bác đã hình dung ra chưa? Bây giờ tôi cho các bác nghe thử âm thanh của nó luôn nhé. Đây là có thể nhớ ở cái đâu nhỉ, thể nhớ ở bên này. Vào đây thẻ nhớ đâu em? Cái này, cái dưới này. Thẻ nhớ đâu mà dưới này. Cái cắm thẻ nhớ vào đây này. Cái cắm rắc loa vào cái mạch này nhá. Cắm rắc loa vào mạch này. Mở lên này. Cái loa này đặc biệt của nó là bấm vào đây nó mới chạy nhá. Kết hợp như này ấy, là âm thanh nó là chuẩn nhất dòng siêu check để đánh chim sẻ. Cái này ấy là chỉ có con màng giấy này kêu thôi này, chỉ có màng giấy này kêu này, con thẻ anh này nó sẽ không kêu. Nó là nhiệm vụ kích lên, nó là nhiệm vụ kích lên nhé. Bây giờ đã nắp được cái check này vào trong thì chúng ta sẽ quấn băng keo lại để cho nó cách điện, nó đảm bảo an toàn. Sau mình cắt phễu ngắn đi và thả nó vào trong loa là được nhé. Đây tôi sẽ làm luôn để các bác xem.
Đây là cái quá trình là hướng dẫn các bác cái cách làm, và cũng là cái quá trình làm thực tế mà khi các bác mà mua loa độ để bẫy chim sẻ thì shop cũng làm cho các bác như vậy nhé. Làm cho các bác như vậy. Và cái dây đồng quan trọng nhất là cái con cái anh đồng này, các bác cũng quấn lại. Đây, trước khi quấn lại các bác xem kỹ giúp tôi nhé. Đây, đây các bác thấy này. Đấy, các vị trí chân này các bác nhìn này. Cái tụ này quay lên trên. Đấy, tụ này quay lên trên. Bây giờ các vị trí chân như nào thì các bác xem kỹ là các bác sẽ hàn được. Ở nhà các bác có đồ các bác tự làm lấy được nhé. Đấy, và các bác đặt đúng vị trí như này. Đấy, chân 1 này. Chân 1 này là hàn không cho qua tụ, hàn sang bên này luôn. Còn hàn sang bên này nó sẽ đi qua tụ, nhưng mà không cần phải qua tụ đâu, hàn bên này này. Đấy, chân số 2 hàn một dây ra loa check. Chân số 3 thì kết hợp hai dây, một dây ra mạch loa, một dây ra loa check tiếp nhá các bác nhá. Đấy, các bác xem kỹ nhá. Đây, một số các bác là không biết hàn thì vào vị trí nào thì các bác nhìn đây này để sẽ biết hàn ở vị trí đấy nhá. Thì bây giờ mình gắn vào trong loa, mình sẽ đây các bác xem kỹ đi, không nhiều các bác chưa nhìn kịp này không làm được nhá. Đấy, các bác xem kỹ nhá. Rồi, thế còn chia sẻ với các bác luôn đấy là không cần phải phân biệt âm dương, các bác cứ hàn đi, không cần phải phân biệt âm dương. Cái dòng check này nó không có phân biệt âm dương đâu, hàn thế nào cũng được nhé. Mình sẽ gắn chặt cái băng keo vào cái con thạch anh này để chống nó chập, chống nó cháy nhé, chống chập chống cháy. Rồi, chống chập chống cháy. Cái rìa này mình quấn quanh nó lại để bảo vệ nó nhé, bảo vệ nó. Rồi, quấn canh để bảo vệ nó nhé. À, như này là chắc chắn nhé các bác nhé, chắc chắn này. À, giờ tôi sẽ cắt cái phễu luôn, tôi cũng có máy mài ở đây luôn rồi. Cắt phễu luôn, cắt phễu mà để lắp vào cái loa, nó là VKS này ấy, thì các bác cắt đến đây giúp tôi, cắt đấy gần dưới này, cắt đấy gần dưới này nhé. Cái này là ok nhá. Còn cái này thì mình sẽ quét sơ đi cho nó sạch sẽ hết cái ma vi đi. Hết cái ma vi nhựa đi nhá. Thế cái này là tôi hướng dẫn rất là kỹ. Các bác nếu mà có đồ rồi thì sẽ tự làm được nhá. Còn các bác nào mà không làm được thì sẽ alo cho shop và mua theo loa thì tôi sẽ làm cho các bác luôn. Đấy. Vét sạch sẽ đi này. Cần thiết thì mình đưa xuống đất, kiếm cái làn xi măng ấy hay là để xước xước ấy, các bác mài cho nó nhẵn một chút. Đấy, nhẵn một chút hay mà viên đi là ok nhá. Bây giờ sẽ tiến hành nắp vào loa, nên nắp vào loa này. Đây. Các bác luôn để quả pin ở bên này luôn đi. Cái rắc cắm loa thì nó nằm ở giữa, rắc cắm loa nằm giữa này, các bác cắm đúng rắc nhá, cắm đúng rắc cắm loa của nó. Cắm đúng bên mạch đấy, cắm đúng vào loa. Rồi con thạch anh để góc này, anh để góc này. Còn cái con vàng giấy to này để lên chỗ này, để ở vị trí này. Thì bắt đầu mình úp một nửa loa lại, úp một nửa loa này, nhá. Rồi, ok. Đối với cái loa này độ xong ấy thì nó rất là nhẹ. Các bác xếp ốc lại nhá. Xếp ốc lại. Độ xong mình bóc cái loa bát ra ngoài, thả cái loa check này vào ấy thì nó chỉ còn khoảng 2 nạng thôi. 2 nạng hơn một chút thôi. Treo lên xào rất là ok. Thế còn nó sẽ to hơn E76 một chút. Các bác muốn nhỏ gọn thì thích E76, nhưng E76 thì lại mạch không dùng được. Đấy nhá. Cho 4 ốc xiên lại. Vậy là quá trình độ một chiếc loa siêu check để đánh chim sẻ đã hoàn thành nhá.
Thì cái này là các bác nào biết rồi thì xem cho nó vui, còn các bác nào chưa biết mới chơi thì xem kỹ là tự làm được, còn cần hỗ trợ tư vấn gì thì cứ alo trực tiếp với số điện thoại mà tôi để trên màn hình nha. Còn các bác nào mà có nhu cầu mua thì shop sẽ độ cho các bác luôn, độ sẵn cho các bác luôn, gắn vào trong này. Đấy, và cái loa bát này này, loa bát này là sẽ gửi cho các bác luôn. Thì đối với cái loa này mà thông báo chia sẻ với các bác luôn nhé, chia sẻ với các bác luôn, khi các bác đã chấp nhận độ có nghĩa là chấp nhận bóc cái loa bát này ra ngoài, bóc loa bát ra ngoài và gắn cái cụm loa check vào, thì có nghĩa là mình đã làm thay đổi đi, không còn nguyên bản nữa, thì cái loa này, cái bên mạch của loa này thì shop sẽ không bảo hành được nhé các bác nhé, không bảo hành được. Và chỉ bảo hành cho các bác được rằng là bảo hành cho các bác cái bộ check này, bảo hành cho bác cái bộ check này, khi lắp vào trong máy thì bảo hành cho các bác bộ check thôi, còn bản thân cái máy thì sẽ không còn được bảo hành nữa. Thì các bác lưu ý là đây là mình đã tháo ốc ra này, mình cậy cái loa bát của người ta ra và mình dùng cái loa khác vào thì nó mất nguyên bản hoàn toàn lên rồi, thì không kho xưởng nào bảo hành được nha, các bác phải thông cảm luôn. Như vậy khi đã độ, đã chơi thì phải chấp nhận nhá, độ chơi thì phải chấp nhận, còn không thì các bác cứ để nguyên bản các bác chơi. Đấy. Thế còn khi mà shop độ cho các bác thì shop có trách nhiệm bảo hành cho các bác cái bộ check độ này, cái bộ check độ mà hai con kết hợp vào nhau này sẽ bảo hành cho các bác nhá. Đây nó hoàn chỉnh rồi, các bác nghe thử này. Âm thanh để đánh chim sẻ thì không phải suy nghĩ luôn, vừa trong vừa thanh, không ồn không dè và đạt công suất rất là tốt. Thì đây là cái loa độ siêu check để với chim sẻ nhá các bác nhá. Hàng của shop thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc, cho các bác nhận hàng có đồng kiểm với là có kiểm tra trước khi thanh toán. Rồi mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhà Nam Tân Yên Bắc Giang, chuyên về loa bẫy chim. Đây là đây, loa độ bẫy chim sẻ. Ngoài loa ra thì đủ các mặt hàng khác, xào bẫy hay là keo bẫy. Keo thì có keo cứng này, đây là keo cứng. Ngoài ra có keo mềm hoặc là keo chung. Rồi xào bẫy đủ các mẫu hết nhá. Các bác có nhu cầu món nào là cứ liên hệ trực tiếp với lại shop theo số điện thoại trên màn hình nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhá.